Mời quý vị đến với lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024. Mới đây, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024, tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật Chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Từ thế kỷ 14, Côn Sơn đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc Lâm của người Việt. Huyền Quang Tôn Giả tên thật là Lý Đạo Tái, sinh năm 1254. Ông làm quan tại Viện Hàn Lâm. Ông đã cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa đi đến mọi miền đất nước để hoằng dương Phật Pháp và trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Những năm tháng cuối đời, ông đã về trụ trì tại chùa Côn Sơn. Ông có công tôn tạo chùa với nhiều công trình kiến trúc như Đài Cửu Phẩm Liên Hoa, Am Bạch Vân, xây dựng tăng viện, đào tạo tăng ni, giảng kinh thuyết pháp, đưa Côn Sơn trở thành một trong những trung tâm của thiền phái Trúc Lâm. Cũng tại lễ khai mạc lễ hội, tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Đây là hiện vật gốc độc bản niên đại thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17, có giá trị đặc biệt là hình mẫu trong phong cách tạo tác tượng Phật thế kỷ 17-18.